Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng gia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, các người thu thuế và những người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu mồng của heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đàng xa thì người cha trông thấy, ông chặn lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về đến gần nhà, nghe tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: dạ, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người ăn cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha của cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lận, thế mà chưa bao giờ cha cho con lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn cái thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta nghe bài tin mừng ngày hôm nay là ngày tĩnh tâm đầu tiên, là chúng ta nghe lại bài tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa chay.
Bởi lẽ bài tin mừng này muốn nói đến cái lòng thương xót của Thiên Chúa với chúng ta. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài không chấp nhất tội ta. Nếu mà Thiên Chúa chấp tội ta thì chắc có lẽ tôi và ông bà anh chị em không còn ngồi ở đây nữa đâu. Chúng ta đã đi vào cái cõi nào đó rồi. Ông bà anh chị em nào lớn tuổi, ông bà anh chị em thấy trước giải phóng, trước năm 1975, cái thập niên năm 70 ở Sài Gòn này có một anh tướng cướp tên là Bé Tân. Anh ta luôn luôn cướp nhà băng và thường bị vào tù ra khám rất nhiều lần. Một ngày kia anh ta nằm trong ở khám Chi Hòa, anh ta coi tivi, anh ta thấy cô ca sĩ Thanh Lan hát hay quá, giọng hát của cô truyền cảm quá, cho nên là cái trái tim của cái anh tướng cướp Bé Tân này rung động. Anh ta mới khao khát rằng nếu một ngày nào đó mà anh ta được ra khỏi cái nhà tù khám Chí Hòa này, anh ta về, anh ta sẽ ngỏ lời với cô ca sĩ Thanh Lan để cưới cô ấy. Nếu mà giả sử cô ấy đồng ý lấy anh ta thì anh ta sẽ hoàn lương, anh ta sẽ quyết tâm trở về con đường ngay nẻo chính và không làm tướng cướp nữa. Anh ta định mãi, nhưng mà bởi vì bị nhốt trong khám Chí Hòa cho nên anh ta tìm cách vượt ngục. Anh ta đã vượt ra khỏi ngục khám Chí Hòa, anh ta len men tới nhà cô ca sĩ Thanh Lan. Thế thì nó lại vô phúc cho anh ta. Đêm đó dân quân tự vệ họ đi tuần thì họ lại nhìn thấy cái anh chàng, một cái anh chàng đang leo vào trong nhà của ông, của cô ca sĩ Thanh Lan. Thế là họ nã cho vài phát đạn, anh ta rớt từ trên rớt xuống và anh ta thoi thóp. Người ta đưa lên bệnh viện để biết ra là tên tử tù, tên cướp Bé Tân đây. Và trong cái lúc hôi thoi thóp như vậy, anh ta nói là tôi muốn hoàn lương, tôi muốn trở về lương thiện, nhưng sao các anh lại giết tôi? Thưa ông bà anh chị em, cuộc sống của con người chúng ta, công lý và hận thù luôn luôn song hành với nhau. Có vay có trả, mắt đền mắt, răng đền răng. Chúng ta luôn luôn hận thù trong con người của mình. Ngày mùa chay này chúng ta hãy trở về bản thân ta. Tôi muốn nói với ông bà anh chị em, để nhìn ra được cái bản thân của mình như thế nào thì trước tiên chúng ta hãy quay trở về với bản thân mình. Và để nhìn mình ra sao thì mình cần có một cái tấm gương để phản chiếu. Ông bà anh chị em thấy tôi, ông bà anh chị em bảo tôi ông cha này cũng nhìn cũng được được đấy, nhưng mà chính tôi lại không nhìn thấy tôi, bởi vì nó gần quá, nó không có gì nó làm cho tôi soi được. Nhưng mà có cái tấm gương nó để đằng trước mặt thì tôi sẽ coi được nơi bản thân tôi. Có các chị ngồi đây, có các sơ ngồi đây, có các anh trai, các ông ngồi đây. Tôi khen các chị rất đẹp, tôi khen các sơ, các anh rất đẹp. Nhưng mà cái vẻ đẹp tôi khen thực lòng, nhưng mà các anh, các chị cũng không nhìn ra được cái vẻ đẹp của mình. Cũng cần phải có tấm gương để soi. Để nhìn lại chính bản thân mình thì không phải dùng cái tấm gương để chúng ta soi được chính mình. Chúng ta tìm, chúng ta phải có cách. Mà hôm nay Chúa Giêsu cho chúng ta dụ ngôn người cha nhân hậu. Chúng ta nhìn ra mình trong hai đứa con, chúng ta nhìn Thiên Chúa trong nơi người cha, để chúng ta biết mình. Như Thánh Augustino nói, lạy Chúa, xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con. Biết con lỗi phạm như thế nào để con trở về với Chúa. Con đứng lên, con trở về và xin Chúa đưa cái đôi tay của Chúa ra đón con. Thưa ông bà, anh chị em, Ngài vẫn đón chúng ta. Đầu tiên chúng ta đề cập đến câu chuyện ngày hôm nay. Ông bà anh chị em thấy cái mảnh đời của người con thứ, người con này bình thường thì cũng giống như tôi và ông bà anh chị em thôi. Thời buổi kinh tế bây giờ thích có của cải để làm ăn lắm, thích đi xe để mà xây dựng một cuộc đời mới, xây dựng một cái gia đình riêng của mình. Cho nên cái người con
thứ này mới nói với cha nó một câu rất là nghe, nó hơi phũ phàng một tí khi cha còn sống. Thưa cha, xin chia gia tài cho con. Chúng ta nhìn lại cái cách chia gia tài của người Do Thái thời đó. Ngoài cái việc di chúc, ngoài việc người cha người mẹ chết thì họ sẽ chia gia tài. Nhưng người Do Thái cũng có một cái cách là tặng dư, tức là tặng đứa con cái tài sản đó. Với đứa con cả thì được 2 phần, còn các đứa con còn lại thì được 1 phần. Vì vậy cho nên người cha trong đây câu chuyện này có 2 người con, thì người con cả thì được 2 phần và thằng em trai tức là người con thứ được 1 phần. Như vậy là chúng ta thấy rằng tài sản của người cha đã chia cho đứa con út là 1 phần, anh trai nó là 2 phần. Thế nhưng anh ta được tiếp thu cái tài sản đấy, được sở hữu, nhưng anh ta không được thu huê lợi. Tức là những cái tài sản đó mà làm ra huê lợi đó, hoa lợi, thì bố được hưởng, chứ còn anh ta không được hưởng. Nghĩa là đứa con thứ này bán cái tài sản đó đi thì đứa con thứ cũng không có được hưởng cái huê lợi đó. Đằng này đứa con thứ nó ngỗ nghịch đến nỗi xin cha chia tài sản, nó lại còn mang cái tài sản đó đi để bán cho người khác. Nghĩa là nó coi bố đó đã chết rồi. Người bố mà mới chia tài sản cho đứa con đấy bây giờ không còn trong nó nữa. Trong nó bắt đầu phản loạn. Nó phản loạn, thứ nhất phản loạn cái tình yêu của người cha với bản thân anh ấy. Anh ta đã cắt đứt tình yêu giữa anh ấy và cha của anh ấy. Chia tài sản, bán tài sản, coi như người cha đã chết rồi. Và nếu mà người cha đã chết rồi thì coi như tài sản, huê lợi, mọi thứ mà người cha được hưởng thì bây giờ anh ta được hưởng. Người cha không còn quyền gì hưởng trên cái tài sản chia cho anh ta nữa. Vì vậy cho nên anh ta mới vơ vét toàn bộ, anh ta gom và ra đi. Như Kinh Thánh đã nói, ông bà anh chị em thấy người con trong Kinh Thánh này bất hiếu không? Bất hiếu đến nỗi tình cảm người cha dành cho con bây giờ không còn nữa. Người cha đau lắm, nhưng mà đứa con nó sung sướng lắm, bởi vì nó gom được tài sản, nó vơ vét cho đầy túi tham, nó ra đi với những gì nó thích. Nó coi bố chết rồi thì giống như là chúng ta đã coi Thiên Chúa chết rồi. Một triết gia Đức gọi là vô thần, ông Đức ông nói là Thiên Chúa đã chết rồi. Thế giả sử như đó, trước đó Thiên Chúa còn sống thì bây giờ Thiên Chúa đã chết với anh ta. Người con thứ này đã lập lại cái tội của nguyên tổ chúng ta, đó là ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng. Người con thứ đã khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Ông Adam và bà Eva cũng đã khước từ tình yêu của Thiên Chúa, nghe ma quỷ dụ dỗ, làm những chuyện không đáng làm. Để rồi khi mà ăn trái cấm thì ông Adam và bà Eva chuốc lấy những đau khổ và chuốc lấy những sự bất hạnh của con người. Cái tội của người con thứ này bây giờ bắt đầu được hình thành. Anh ta gom tài sản, anh ta ra đi. Vậy thì cái tội đó nó giống như là những người thu thuế và người tội lỗi trong Kinh Thánh nói. Họ là những người đại diện cho tội. Họ đại diện là những người bị người khác loại trừ. Thế mà Thiên Chúa vẫn yêu thương. Tội thứ hai là tội của người con cả. Ông bà anh chị em nghe, bình thường chúng ta thấy rằng người con cả đâu có tội đâu. Nhưng mà không, người con cả cũng có tội đấy. Người con cả nói với cha rằng, cha coi, bao nhiêu năm con hầu hạ cha, chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con đãi bạn bè. Đây là một câu nói rất hay, thâm thúy
nó chửi vào mặt cha mình. Cái người con cả này đại diện cho những người Pha-ri-siêu, những người kinh sư. Họ ở trong nhà cha, họ ở trong giáo hội, mà trái tim của họ lại không gắn vào trái tim của cha. Tát vào mặt cha một câu nói, cha coi, bao nhiêu năm con hầu hạ cha, nghĩa là nó không coi con bản thân anh ta là con, mà là một người làm công, một người hầu. Tôi làm công cho ông thì ông phải trả cho tôi con bê chứ, tôi phải trả, ông phải trả tiền cho tôi chứ. Sau bao nhiêu năm nay tôi lo cho ông, tôi chăm sóc ông, thằng con của ông nó đi, tôi ở nhà tôi lo lắng, mà ông lại không cho tôi một con dê béo để tôi đãi bạn bè tôi. Như vậy rõ ràng người con cả này tội cũng nặng lắm, coi thường cha nó. Nước mắt chảy xuống, có bao giờ nước mắt chảy ngược đâu. Bao nhiêu tình cảm người cha trao ban cho con, thì bây giờ đứa con nó tát vào mặt cha mình. Thưa ông bà, anh chị em, người con cả ở đây là muốn nói đến mảnh đời của chúng ta. Bây giờ tôi ghép hai cái mảnh đời của đứa con thứ và đứa con cả vào mảnh đời của cuộc đời mỗi người. Tôi nhìn lại chính tôi. Ông bà anh chị em thử suy nghĩ. Có những lúc chúng ta đi lang thang, chúng ta như đứa con thứ. Chúng ta đã đánh mất tình yêu của Thiên Chúa. Đánh mất tình yêu của Thiên Chúa bằng việc là chúng ta không còn tin tưởng nơi Ngài nữa. Chúng ta loại trừ những người chẳng hạn như là họ làm một cái tội lỗi gì đó như xì ke ma túy, hoặc là họ trộm cướp, họ ngồi, họ đứng ở cuối nhà thờ, họ không dám bước lên đây. Nếu mà chúng ta nhìn thấy họ, chúng ta sẽ cảm thấy rằng là à, cái anh chàng này sao mà xấu quá, tâm trạng, tâm địa xấu quá mà đi lễ. Nó là con của ông này, nó là con của ông kia, xấu lắm, nó trộm cắp, nó xì ke ma túy. Chúng ta loại trừ họ, chúng ta không có trái tim yêu thương. Có câu chuyện tôi kể ông bà anh chị em nghe, đây là câu chuyện có thật. Hai vợ chồng cưới nhau. Khi mà cưới nhau á, thì họ mua tượng Chúa về, tượng Đức Mẹ, tượng Chúa Giêsu, tượng Thánh Giuse, họ gom lại, họ mang vào nhà thờ để họ cho tôi làm phép. Thế vui vẻ lắm, ngày hôm đó làm phép tượng xong họ mang về gia đình, vợ chồng con cái vui vẻ. Bỗng nhiên đâu 3-4 tháng sau, người vợ bê tượng lên nói là: thưa cha, con trả Chúa cho cha. Cái tôi hỏi sao lại trả Chúa cho tôi. Người chị này chỉ nói là: cha coi, con lấy anh ấy, có bao giờ anh ấy về nhà với con vào những buổi chiều đâu. Anh đi làm, rồi anh đi suốt đến khuya anh mới về. Đợi có vợ chợ con và con cái của con ở nhà đợi anh ấy về mà anh ấy không về. Mỗi lần về là anh ấy đánh con. Con năn nỉ anh ấy xin tha, anh ấy không tha. Bây giờ thôi, nếu mà có Chúa thì xin Chúa đến mà chứng kiến rằng mỗi lần anh đánh con đau như thế nào. Nhưng mà con xin Chúa hoài, Chúa không tới. Bây giờ con xin, con trả Chúa cho cha. Từ nay con không thờ Chúa nữa. Thưa ông bà, anh chị em, chúng ta là người Công giáo mà chúng ta đối xử với nhau như vậy, rõ ràng một cách nào đó chúng ta đã loại trừ Chúa. Người phụ nữ này không phải vì đơn thuần mà họ bỏ Chúa đâu, là bởi vì người chồng đã gây ra cho người vợ, để rồi người vợ ôm Chúa trả cho nhà thờ. Như chúng ta ngày hôm nay, có những lúc chúng ta ôm Chúa trả cho cha xứ bằng việc chúng ta không đi thờ đi lễ, chúng ta loại trừ Chúa ra một bên. Nhưng có những lúc chúng ta lại đi thờ đi lễ đông đủ như hôm nay. Thưa ông bà anh chị em, tôi cũng làm lễ và ông bà anh chị em dự lễ, chúng ta cũng là người con cả đấy. Nhưng mà có những lúc chúng ta rơi vào trong một cái hoàn cảnh thật là khó khăn, chúng ta nói lại Chúa. Những người mà không có đi thờ đi lễ, họ làm ăn gian dối, họ buôn bán gian lận, họ sống sung túc, còn con đi lễ, con chẳng được gì,
con muốn làm giàu cũng không được, nghèo rớt mùn tơi cũng không dám thật thà. Đấy, Chúa thấy đó. Có những lúc chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta thờ Chúa bằng môi bằng miệng, chúng ta thách thức Chúa bằng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cũng đưa Chúa ra để chúng ta so sánh với cái đời sống đức tin của mình và với cái đời sống khoái lạc của người khác để chúng ta so sánh. Người cha ngày hôm nay chúng ta suy diễn, người cha yêu thương chúng ta. Đứa con từ đằng xa trở về, người cha đã nhìn thấy từ xa. Mắt người cha thì mở, tay của người cha thì rung, mà người cha chạy ra ôm con, ôm lấy hôn để. Còn đứa con thì sáng mắt nhưng lại không thấy cha, nó không thấy cha đâu cả để nó chạy. Rõ ràng người cha đã chờ đợi con, đã mong mỏi con bao lâu nay. Bây giờ nhìn thấy con, người cha rộn ràng lên, trái tim của người ta, của người cha rung lên để bước ra từng bước, chạy từng bước để ôm lấy con. Thưa ông bà, anh chị em, Thiên Chúa cũng đợi chờ và Ngài chạy ra, Ngài yêu thương ta, ôm lấy ta. Người cha đã chuẩn bị một con bê đã được vỗ béo, người cha đã chuẩn bị một cái chiếc nhẫn mới, người cha đã chuẩn bị một chiếc áo mới, người cha đã chuẩn bị một đôi giày mới để phục hồi cho người con. Từ nay người con không có phải là người tôi tớ để làm công cho cha nữa. Người con được tự do, người con được đeo nhẫn trở thành quyền thừa kế, người con được đi đôi dép đẹp, được đi tự do trong gia đình của mình. Người con mặc chiếc áo mới bảo đảm cho cái sự sống đời đời, được ơn cứu độ. Tất cả những gì mà người cha đã chuẩn bị chỉ đợi chờ đứa con đi hoang đàn trở về với gia đình của mình. Đứa con cả, người cha cũng nói như thế. Rõ ràng chúng ta thấy người cha ở đây cất bước đi tìm, đón đứa con út. Người cha cất bước đi mời đứa con cả về, nhưng mà đứa con cả thì lại không yêu thương em nó. Đứa con cả không coi em nó là em của mình. Đứa con cả nói với người cha rằng: cha coi, thằng con của cha, chứ không phải là em của mình. Có những lúc người Công giáo chúng ta nghi kỵ nhau như thế, không nhìn nhận nhau là anh em, dù rằng cùng là một người Công giáo. Nhìn ra những yếu đuối của con người, chúng ta nhìn lên Thiên Chúa, Chúa của chúng ta. Ngài cất bước tìm ta như người mục tử đi kiếm con chiên lạc. Ngài cất bước tìm ta như bà quá đi tìm đồng xu đánh mất. Ngài mong đợi ta, Ngài yêu thương ta, vì Ngài là Thiên Chúa của tình yêu. Trái tim của Ngài luôn luôn thổn thức đợi chờ chúng ta. Trái tim của Ngài luôn chiếu soi, động viên chúng ta trở về với Ngài. Ngài đã chết để cho chúng ta được sống. Máu của Ngài đã tuôn đổ trong tâm hồn chúng ta. Có câu chuyện kể như sau. Khi tôi còn làm thầy, tôi coi các em thiếu nhi. Rồi năm đó các em nó bị sốt xuất huyết. Tôi đưa các em đó vào bệnh viện gia đình. Trong cái bệnh viện đấy thì có một em khác bệnh nặng hơn. Cái em bé đó bị sốt xuất huyết coi như là rất là nặng. Cho nên bác sĩ mới nói với người mẹ rằng: bà này, chị này, chị có tiền, chị đóng tiền ngay để vô máu cho con. Chị này không có tiền. Ông bà anh chị em biết chị này đi làm cái gì không? Chị ra ngoài tiệm, chị bán cái mái tóc của chị. Cái mái tóc dài từ thời thủa của con gái, nó dài đến qua thắt lưng đó. Chị búi tó keo này, chị bán cái mái tóc đó. Chị về, chị nộp lấy tiền, nộp cho bệnh viện để vào máu cho con. Rồi ngày hôm sau, y tá cũng nói là: chị ơi, phải vô thêm một bao máu nữa, chứ còn không thì cháu sẽ đi mất. Chị này tóa hỏa, chị khóc. Chị chạy vội ra ngoài cổng, chị gọi điện cho người nhà. Một lát sau tôi thấy người chồng đạp cái xích lô đi vào. Người chồng thì đen lắm, gầy lắm. Người chồng nói là anh không có tiền. Bây giờ bác sĩ mới nói là: vậy thì bây giờ thử máu xem là vợ hoặc chồng
có máu nào giống với cháu thì vô thử để mà duyên không thôi cháu mất. Thế người chồng vào và họ tìm ra được cái nhóm máu của chồng giống nhóm máu của con. Thế là bố nằm một giường, con nằm một giường, máu của bố truyền sang con. 3 ngày sau đứa bé nó tỉnh, người bố hốc hác xanh xao. Máu của Thiên Chúa cũng chuyển sang ta. Ngài cũng cứu ta. Ngài cũng tìm mọi phương cách để đưa ta về. Ngài không bao giờ đánh mất ta. Dù ta có lỗi lầm đến cỡ nào đi nữa, dù ta có chống đối Ngài bao nhiêu đi nữa, nhưng với Ngài, chúng ta vẫn là con. Một người tử tù bị bắn, người mẹ đến nói với người thi hành án rằng: thưa anh, tôi xin anh cho tôi ôm đứa con của tôi. Cái người thi hành án nói rằng không được, vì đây là tử tù. Người mẹ nói rằng: thưa anh, con tôi nó là một tử tù, nó có tội với xã hội, nhưng với tôi nó là con của tôi. Xin anh cho tôi ôm lấy đứa con của tôi. Chúng ta có là tử tù đi nữa, Thiên Chúa không bỏ ta. Dù cha mẹ có bỏ con, nhưng Thiên Chúa là cha không bỏ chúng ta. Chúng ta nhìn và chúng ta soi gương lỗi lầm của người con thứ. Chúng ta soi gương lỗi lầm của người con cả. Chúng ta nhìn về bản thân, có những lúc chúng ta đã làm cho cha mẹ chúng ta đau buồn. Có những lúc chúng ta đã làm cho người cha của chúng ta tất tưởi đi tìm ta. Mấy ngày vừa qua, có một câu chuyện kể có một em bé học sinh đi học về bị đụng xe. Trong cái cơn đau đớn như vậy, họ đưa em đấy lên bệnh viện ở Hà Nội. Rồi gia đình đến chăm sóc cho em. Khi em bé tỉnh trở về với cha mình, người cha dắt đứa con ra bến xe. Nhưng mà khi mà lên xe thì người cha lên, còn đứa con đi đâu mất tiêu không thấy. Cái cậu bé này đi mất 2 ngày, người cha lo quá. Người cha đã quay vào bệnh viện ở Hà Nội để kiếm con. Y bác sĩ nói không thấy, ra ngoài bến xe cũng không thấy con đâu nữa. 2 ngày hôm sau mới nghe thấy tin của con đang lang thang ở cái thành phố Hà Nội, đi xin người này người kia thức ăn thức uống để sống. Người cha đã thấy đứa con như vậy, ôm lấy đứa con và đưa về Thanh Hóa. Thưa ông bà, anh chị em, có những lúc tôi đã làm cho cha của tôi đi tìm tôi. Đặc biệt có những lúc tôi đã làm cho cha của tôi đau khổ. Có những lúc tôi làm cho mẹ tôi đau khổ. Có người mẹ nào mà không thương con? Có người mẹ, người cha nào mà không thương con? Qua những câu chuyện tôi trình bày với ông bà anh chị em rất thực tế, để ông bà anh chị em thấy rằng đời thường thôi, con người đã biết yêu thương nhau rồi. Trái tim đến với trái tim, tình yêu cho nhưng không của Thiên Chúa đến với ta. Ngày hôm nay chúng ta đã nhận máu của Chúa truyền qua cho ta nơi cái chết của Ngài, chúng ta mới được sống đời đời. Ngước mắt lên, chúng ta vẫn là một tội nhân. Cúi xuống, chúng ta vẫn chưa cảm thấy sám hối với Ngài. Bây giờ chúng ta nhìn lên Chúa, chúng ta nói với Chúa rằng: lạy Chúa, sao Chúa yêu con vậy? Sao Chúa thương con thế? Trái tim của con bây giờ nó đang thổn thức. Con muốn trở về với Chúa. Con muốn sống trong tâm tình của Chúa trong giây phút này. Trước khi chúng ta hát bài hát Trở Về Với Ngài, ông bà anh chị em cùng cầm lòng cầm trí với tôi trong những giây phút cầu nguyện này. Lạy Chúa Giêsu, xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim, căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin hãy cho con thấy những phức tạp rắc rối, những che đậy giằng co, những mâu thuẫn và vô lý nơi con. Xin hãy cho con thấy những nhỏ mọn ích kỷ nơi bản thân con, những yếu đuối khô khan của cuộc đời, những cứng cỏi và tự ái nơi con người của con. Xin cho con ý thức
Những lo âu sợ hãi đó đang đè nặng, làm cho con ngột ngạt. Những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui. Những vết thương không biết bao giờ lành, những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dọn những bề bộn nơi trái tim của con. Xin biến đổi trái tim của con để nó trở nên đơn sơ hơn, hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. Ước gì con nhìn ra mọi sự trong mọi người bằng trái tim bao dung của Chúa. Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm của mình, trái tim con được nhẹ nhàng hơn và được tự do hơn để yêu mến Chúa với mọi người. Amen. Bây giờ cộng đoàn cùng lật hát với ca đoàn bài hát Trở Về Với Chúa. Xin mời cộng đoàn đứng.